cả nhà ơi. Hai chào cả nhà nha. Thì hôm nay mấy anh em mình sẽ đi làm quay clip bẫy cò nha cả nhà. Mời cả nhà theo mấy anh em mình ra ruộng trải nghiệm cái cảm giác bẫy cò nha. Hôm nay mình có đem mấy cái dụng cụ là như là con cò giả nè, với lại keo ngang quạt, nhưng mà hôm nay mình độ nó lên nha. Ghê à, độ luôn. Mình sơn cho nó xanh lên cái để cho nó giống cọng cỏ nha. Bữa nó không có xanh á, nó hơi nhát, cho nên là bây giờ mình độ nó lên cho nó xanh xanh như giống cọng cỏ cho nó đừng nhát nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm keo rồi cắm cò rồi ra nha. Lớn. Con này nhỏ nó quéo gì. Con nó ăn nhiều quá. Không. Nó ăn nhiều quá. Rồi bây giờ trước tiên là mình sẽ làm cái chân của nó nha. Anh bữa nói là cho nó cung cung hay là đứng lên. Bây giờ em để cho hôm nay anh sẽ để cho anh cắm luôn, cắm mấy con cò này cho nó đừng nhát. Bữa em làm như là đi với em là nó làm như ừ thiệt mà. Không phải anh nói vui. Nhưng mà hôm bữa anh Dương Đạt đi là nó xuống ao ao luôn á. Ờ vậy anh cắm đi. Nay anh sẽ cắm cò trong coi. Con này sao mỏ mòn nhiều quéo vậy. Chơi nó thừa. Thôi thừa không hồn không thủy. Thôi kệ sao. Ngày hôm nay mà hôm qua ủa ngày mình ủa sơn rồi sao anh thấy không có trắng thì được. Để sơn dĩ nội nó chạy. Không. Sạch dữ lắm luôn rồi. Dữ lắm luôn hả? Khấu luôn á. Qua anh mua mấy chai nước sơn thì mình xịt mấy em này lại cho nó trắng lại nha, bữa dơ quá. Cắm cái này. Ok, để cho anh. Thôi vậy anh lấy em cắm cây cho. Chịu. Ít con em ơi, người là ít con. Làm hết đi, có 11 con à. Bớt. Bữa mình làm 15, 16 con. Nào này nó cho nó nhiều quá. Nhiều mới gây chút sự chú ý. Trước giờ là em đi với em cắm không nó hồng. Hôm nay anh sẽ cắm. Rồi cò mình chuẩn bị xong nha cả nhà. Giờ mình sẽ đi cắm keo, cắm cò xuống trước nha. Rồi mình mới cắm keo sau nha. Đây. Xéo qua xéo lại cắm theo hàng luôn hả? Rồi bây giờ mình cắm cò xong nha, mình tiến hành cắm keo nha. Giặt này trước cho các bạn xem mấy cây nha, rồi mình hả? Nhìn y gan em cỏ luôn thấy được. Dạ. Còn lý á. Nên mình đổ rồi mình đổ keo mình lên nha. Độ lên nó thấy cái cây trắng quá nó nhát. Đây, giờ mình cắm khoảng cách keo là tầm mét nha. Tầm mét cây cái nha. Ờ. Đó. Mình cắm dày quá, cắm dày quá. Keo giờ này là 4:30 nha cả nhà. 4:30 sáng. 5 giờ rồi. 5 giờ chưa? 5 giờ rồi, gian đủ nửa tiếng ta xe nội. Chơi chơi ra. Thì hồi nãy mình đi lúc 4:30 lên tới 5 giờ vừa đó. À, thì nó vậy được. Rồi các bạn ơi, mình cái bãi keo của mình cắm cũng xong rồi nha. Thì bây giờ anh em mình sẽ vô trong kia ngồi mình đợi kết quả của mình coi nó như thế nào nha. Keo này thì còn dư lại mình sẽ cắt lại. Rồi đây là keo của mình cắm nha cả nhà. Bên kia là mấy con cò giả của mình đứng mua nghe cả nhà. Thì giờ anh em mình vô trong kia mình ngồi núp mình đợi nó nha.
Này chắc thất thủ rồi em trai. Chắc gì anh ơi, em lấy lâu quá không lấy xuống mà. Chưa quá, chưa nắng lên quá mà không lấy xuống. Sáng có mấy con nó bay dạt dạt quá đông mà nó không xuống được. Ô, con lạng trên bầu trời chưa? Ừ, nãy thấy thằng lạng đó. Kể nó đi. Ngồi giống như trời sương hay không? Này thất thủ rồi mấy anh em ơi, chưa nắng quá, chưa nắng lên quá rồi mà nãy con đàn cò nó xuống mà nó không có xuống bẫy mình nha, nó đi dạt dạt ngoài không mà nó bay đi luôn rồi. Như người ta săn bắt nhiều quá giờ nó nhát quá. Chắc lẽ là hôm nay mình thất thủ rồi đó. Để nó giờ cũng lâu rồi, mặt trời lên cao dữ lắm rồi, lên 8 sào luôn rồi mà chưa thấy con nào xuống chứ. Nay chắc thất thủ rồi anh em ơi. À, coi có thu hoạch gì không rồi mình cuốn nớp nha. Bay lăng giảng giảng trên mà không xuống. Sẽ quay hay hơn xíu. Có thành quả, mai không có thành quả rồi. Cuốn keo thôi. Ngon kỹ mình sơn làm kỹ kỹ lắm mà không sơn màu được. Các kiểu không nào đẻo luôn.